Sự tích cây vú sữa. Ngày xưa có hai mẹ con sống với nhau, thương con trai côi cút, người mẹ hết sức nuông chiều con. Càng được mẹ nuông chiều, cậu bé càng ham chơi và không biết thương mẹ. Những trò chơi của cậu thường rất tai quái. Sợ con gặp nguy hiểm, ba mẹ đã mắng con một vài câu. Không được chạy nhảy, leo trèo lung tung, nguy hiểm lắm, mẹ rất là lo. Thế mà cậu bé tức giận vùng vằng bỏ đi. Cậu ta chẳng nghĩ đến mẹ, ở nhà mỏi mắt chờ mong. Không biết cậu đã đi bao lâu? Một hôm, vừa đói, vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn bắt nạt. Cậu mới tìm đường về nhà. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản cả tiếng gọi mẹ. Rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu bé. Cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt như dòng sữa mẹ. Cậu bé nhìn lên tán lá. Cậu bé oa khóc, cây xòa cành ôm lấy cậu, như tay mẹ âu yếm, vỗ về. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi, và gọi đó là cây vú sữa. Tình mẹ lớn lao như trời cao biển rộng.
Mẹ đã mang nặng, đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đã hy sinh tất cả để nuôi chúng ta khôn lớn thành người. Truyện vừa giải thích về nguồn gốc của cây vú sữa, nhưng trên hết là ca ngợi tình mẹ thiêng liêng. Mỗi chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng mẹ, đừng bao giờ khiến mẹ phải buồn. Hãy chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui và tự hào các bạn nha. Chú bé trong truyện là một cậu bé như thế nào? Vì sao mẹ chú không còn bên cạnh chú nữa? Đấy chính là việc của các bạn phải làm bây giờ đây. Theo dõi tiếp phần đố vui nha bạn. Câu 1. Cậu bé trong truyện là một cậu bé như thế nào? A. Hiền lành, biết thương mẹ. B. Ham chơi, nghịch ngợm, không biết thương mẹ. C. Thông minh, chăm chỉ.
mời quý phụ huynh và các bé tập bộ sản phẩm DVD của công ty cổ phần phát triển phần mềm sinh viên học sinh. DVD bé yêu học tiếng Anh. Học tiếng Anh với bé sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương trình sẽ giúp bé yêu tự trau dồi cho mình một vốn từ vựng khá, luyện cách phát âm chuẩn ngay từ khi mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Việc học tiếng Anh với các bé sẽ trở thành niềm đam mê trong cuộc sống. DVD bé yêu học chữ cái. Bé yêu sẽ nhanh chóng làm quen với hệ thống các chữ cái, các thanh điệu. Thêm vào đó, các bé sẽ được thực hành ngay với các bài thơ, bài đồng dao dễ thuộc, dễ nhớ. Đến với DVD truyện cổ tích Việt Nam, bé sẽ gặp ở đó một thế giới kỳ diệu với âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét. Các câu chuyện mang những ý nghĩa giáo dục tích cực sẽ là hành trang giúp bé lớn lên cùng những điều tốt đẹp nhất. Hãy giúp bé yêu của bạn tự tin hơn với DVD những bài hát tiếng Anh mà bé thích. Chọn bộ 2 tập, 48 bài hát với các chủ đề phong phú về thời gian, về thời tiết, về động vật và thực vật. Đây sẽ là món quà bổ ích hỗ trợ việc học tiếng Anh của bé. Giọng giới thiệu DVD từ điển bằng hình đầu đời cho bé. Một thế giới thu nhỏ. Tại đây, bé sẽ được học về màu sắc, hình khối, về thế giới đồ vật, con vật, thế giới trái cây. Cha mẹ sẽ ngạc nhiên về khả năng nhớ bài của bé. DVD tuyển tập đồng dao cho bé. Với 48 bài đồng dao, ca dao với các chủ đề phong phú về tự nhiên, thiên nhiên, mối quan hệ gia đình, bè bạn. Gắn với hầu hết mỗi đồng dao là những trò chơi dân gian vận động đơn giản, không cầu kỳ tốn kém, vừa giúp bé rèn luyện phản ứng nhanh nhạy, vừa giúp bồi đắp cho tâm hồn bé tình yêu quê hương, gia đình. Với thiết kế chức năng karaoke, bé sẽ nhanh chóng thuộc lời. DVD bé yêu động vật, bộ sản phẩm nhiều tập. Ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục và giải trí thư giãn theo khuynh hướng sáng tạo. Bé sẽ học được các hành xử đáng yêu của các loài vật, từ đó hình thành ở bé ý thức tốt trong mối quan hệ với mọi người và thế giới xung quanh, giúp bé mở rộng tầm mắt của mình cùng bay bổng và tự học. Với DVD bé nhận biết thế giới xung quanh, trọn bộ 2 tập, một kho tài liệu phong phú tổng hợp các đề tài tự nhiên xã hội, mối quan hệ trong xã hội. Các bé sẽ tự trang bị cho mình những kiến thức trong quá trình khám phá thế giới. DVD chuyện kể mầm non tập 1 với 10 câu chuyện chọn lọc về nhiều chủ đề, tất cả được thể hiện bằng những đoạn phim hoạt hình với hình ảnh đẹp mắt, sinh động, vô cùng ấn tượng, kết hợp với giọng đọc truyền cảm, chập ấm. Thức dậy, mở mắt nhìn quanh, thấy đàn gà con đang sắp chìm. Cứu với, cứu với, gà con sắp chết đuối, cứu, cứu. Nhưng trên bờ chẳng có ai.